Những người mà không có tu hành đàng hoàng đó hả thì không có thể nghiệm là đúng rồi, ok, tại vì mình không có đủ tiêu chuẩn, phải không? Thí dụ mình ăn ít quá thì không đủ no, phải không? Mình ăn uống đồ không tốt thì đau bụng, phải không? Mình đi ra ngoài nắng ngoài thì nhiên nó nhức đầu á, hiểu rồi. Cho nên mình đừng có hỏi những cái câu hỏi mà không nên hỏi, không không đáng. Mình phải tự hỏi mình, tại cái chỗ này là cái chỗ nó rất là kêu bằng phản chiếu đó. Cái bà này bà nói khi nào mỗi lần cái động niệm của bà một chút thôi mà không tốt là bà thấy cái đẳng cấp của nó xuống liền. Thì mình cũng là như vậy đó. Và sư phụ nói thêm là ngoài ra thì đâu phải lúc nào mình ngồi là có ánh sáng liền đâu. Mình phải thanh lọc cái thân khẩu ý của mình trước, bên trong trước, rồi ánh sáng mới lại được. Cho mới mới thành cái công công cụ mà sạch sẽ. Mới ánh sáng nó mới vô thanh lọc được, hiểu chưa? Chứ nhiều khi công cụ không sạch sẽ, ánh sáng vô mình không thấy. Ví dụ như cái ly mà nó không rửa sạch mà nó thông suốt á, mình để nước vô không thấy, không thấy nước là trong hay là không trong. Cái ly nó sạch á thì nước trong thấy liền, nước đục thấy liền. Ở đây là cái ly rất là sạch, cái thế giới như này, cái đạo trường của mình, cái ly rất là sạch, nước trong nước đục thấy liền, hiểu không? Cho nên quý vị ráng giữ cho cái ly của mình nó sạch sẽ, ok ha? Thì dĩ nhiên có kiến tạo là ô số chư bên sư thâu mình được địa phương, ok, nếu mình lại chư bên sư chư chỉ khăn chư chỉ đó, hiểu chưa? Mà mình khăn chư chỉ hào đó, mà sang cho sang là hoài đó, tèo xa lại, cân thà na yàng sư. Ta sư thảm bại chẳng là mà, ok, ô mình nán miễn hơi dội sư hô sân khẩu y bu can chiêng, ok. Bố cô ấy chín lèng mà khăn chỉ là bố tôi chỗ cái là mà sang chơi chuyên xin, ok, chơi bên sẵn thông minh được, chơi chơi cái tàu trắng này này bu nâng chơi nà lì tố chỉ lại được là tố bu lèo chi chỉ được. Sư y khăn đâu hào tôi chú tàu là này khăn đâu chi chỉ liên thông mà sang chơi rừng tờ chú lại là chơi bên này mấy bao hả tố chỉ lại được, này tố tàu nà lì chi y mấy hiệu dụng chứ chỉ hơi rừng tờ chứ chỉ hẳn chinh chú. 所以这边是一个地方给你们自己可以反省的，除了没有光，没有音，那不可能没有的。就自己不专心呐，头脑乱想太多，所以跟你们那个有忧虑或是有什么太多想念，念头很多别的地方很乱了，看见电视前面呢，那个什么节目很精彩啊，你也看不清楚啊。 是吗？看不到，然后你的那个房友坐在一样的沙发，嘿，刚才你看到那个吗？那坐这个坐没有？没看到他坐什么？听懂吗？他有坐什么是什么？因为没有专心嘛，看电视啊，很精彩，也看不清楚啊。有时候心很烦闷啊，或是痛苦什么的，看什么节目也看不下去，吃东西也不知道口味，了解吗？所以要专心才能够。欣赏到那个天上的口味，就不是给我们凡人那么简单的，要就有这样子，是要专心，OK 才能够啊，I say must concentrate. Here is a transparent place. You cannot hide away from your own thought, good or bad. Therefore, you know immediately. It's very It's a very, very good place for you to know yourself, to look inside.